Và chúng ta mừng ngày Phật đản sanh trên dòng kênh Như Lộc Thị Nghè, đoạn Hoàng Sa, Trường Sa. Đẹp quá các bạn ha. Mình sẽ đi một vòng đường Hoàng Sa, Trường Sa cho các bạn xem. Hiện tại là khoảng độ 8 giờ rưỡi tối ngày 26 tháng 5 hả ta? Hôm nay là tầm tháng 4, ngày Phật đản các bạn ha. Và mà đi hướng về hướng của dòng kênh Như Lộc Thị Nghè. Đây là hướng Hoàng Sa. Đây là đường Trường Sa, hướng về Úc Tịch, hướng về Úc Tịch Trường Chinh. Úc Tịch Trường Chinh là quận Bình Thạnh, quận Tân Bình các bạn ha. Đi ngồi vậy? Trường Sa ơi, qua tới đây luôn. Trời ơi. Rồi, một phần cơm. Cho hai phần luôn. Thì luôn vàng. Bữa nay sao đổi qua đây vậy? Cái bộ bắt hả? Rồi con đi nha. Không biết di chuyển khắp các nơi vô giỡn hả? Đoạn đường Trường Sa chỗ này ánh đèn hơi yếu, bên kia Hoàng Sa những thấy đèn, bên đây tối thui. Đóng cửa. Âm thanh thật 100% các bạn nha, tiếng gió sẽ ồn, mình không có chỉnh âm, giữ nguyên luôn. Ra tới khúc này có Hoàng Sa là có đèn đường rồi. Thơm một cái mùi hoa nguyệt quế, ở đây họ trồng hoa nguyệt quế rất là nhiều. Các bạn nhìn những cây thấp thấp đó, hoa màu trắng chỉ là nguyệt quế nha. Thơm quá trời thơm. Đấy, hàng cây cao, một hàng cây thấp hơn, hoa màu trắng là nguyệt quế. Đúng rồi, nguyệt quế màu trắng phía dưới cây lùng lùng á. Đúng rồi, đó là nguyệt quế. Nguyệt quế với mai chiếu thủy thì rất là thơm. Rây xe lửa. Ở đây các bạn chú ý bên phía tay trái sẽ thấy cờ của Phật giáo. Hả? Cái bên là cờ đỏ. Cờ đỏ. Đây các bạn sẽ thấy bên phía tay trái sẽ là những cái hoa sen. Hôm nay là ngày Phật đản sanh nha. Rồi mình sẽ dừng lại khúc này, mình quay hình các bạn xem. Lý do mình ra tới kênh Như Lộc Thị Nghè đoạn này là để quay hình ảnh của cái hoa sen này nè. Rồi mình sẽ đi lên khúc trên xong rồi đi bộ trở lại nha. Các bạn đợi mình. Ngày Phật đản sanh chỗ này quay đẹp, chỗ này trang trí đẹp lắm. Đó. Và đây các bạn, mình đã qua tới đây rồi, đẹp lắm các bạn ơi. Đó. Cái con kênh này thì dần dần hồi sinh rồi, tuy nhiên mà thường nói là nước của nó cũng không phải là trong. Và những cái mùa mà mưa, mới đầu mùa mưa thì thường cá chết rất là nhiều.
Tuy nhiên dù sao thì cũng đã thấy được nhiêu lộc thị nghè hồi sinh. À, hoa đẹp không các bạn? Đó. Cuối của cái hoa sen kia các bạn sẽ thấy là hình của một bức tượng Đức Phật đản sanh ha. Đẹp quá. Một trong những ước nguyện của mình đó sẽ là được đi đến Tây Tạng. Mình sẽ đi một vòng Koran, đi qua một vòng Kailash, có nghĩa là Ngưng Sơn. Thực sự là năm 2011 mình đã được đặt chân tới biên giới giữa Vân Nam và Tây Tạng. Tuy nhiên lúc đó lại không có duyên để vô được Tây Tạng. Hôm nay thì cả nhà mình ăn chay, tuy nhiên mình lại ăn mặn. Rồi mình sẽ đi qua tới túc lần kia quay hình ha. Mà trước tiên để chụp hình đã. Thì mình đi bộ tới đó ha. Năm 2013 mình có đi Miến Điện các bạn. Rồi hiện tại là tình hình gọi là chế độ quân phiệt khá là buồn cho tình hình Miến Điện. Và thật sự là mình rất là thích Miến Điện, mình vẫn mong là một ngày mình sẽ trở lại. Từ Yangon, Bagan, Mandalay tới Hồ In Lê. Đó thực sự là một đất nước Phật giáo và họ tôn sùng đạo Phật. Đất nước Chùa Vàng. Đây. À, mình quay gần cảnh chút xíu. Đẹp chưa? Đẹp quá. Đứng ở đây cũng cảm nhận được cái sự yên bình các bạn. Rồi mình tiếp ha. Hẻm 525 Trường Sa. Kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565. À, đẹp chưa? Trông trống. Và đây là chùa Giác Uyển các bạn. 525/37 Huỳnh Văn Bánh. Mình đi phát cơm từ thiện rồi, đi ngang qua đây giờ tới giờ này là đóng cửa rồi các bạn. Rồi mình sẽ đi ra lại đường Hoàng Sa Trường Sa ha. Đây là đối diện với chính điện của chùa Giác Uyển.
ngày Phật đản sanh. Hoàng hậu Maya và cành sa la. Đó vậy ra. Hoa đăng chùa. À, hoa đăng chùa Giác Quyển. Thì là hoa đăng này do chùa Giác Quyển. Cũng hay ha. Mình vô chùa Giác Quyển rồi mình lại thấy cái hoa đăng chùa Giác Quyển. Thường thì cung đường này cũng chính là cái cung đường mà từ quận nhất đi về Hoàng Sa, Trường Sa, đi về Trường Chinh rồi hướng về Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh đó các bạn. Ra tới điểm giao của Úc Tịnh chính là kết thúc của cái đoạn đúng không ta? Như vậy có thể thấy là nãy giờ chỉ có cái đoạn ngay trước chùa Giác Quyển là có cái hoa đăng đó thôi. À, phía trước mặt các bạn quẹo tay phải là về hướng Phúc Tịnh ra Trường Chinh ha, còn bây giờ là mình sẽ quẹo trái trở lại Hoàng Sa. Đây, đây Nón Sơn. Khúc này thì cái chỗ ngay cái đầu này là thường nó tập kết rác nhiều lắm. Mỗi lần mà cái mưa rác ngay chỗ này thì con kênh đó. Đang nạo bếp đó. Ừ. Đây là đang nạo bếp. Và bên đây là Hoàng Sa ha. Các bạn có nhớ một đợt trước mình có quay cái đoạn đường đi dọc theo cái đường này xe lửa không? Video nó cũng hay á. Bữa mình chạy từ quận mấy ta? Quận 10 hả? Quận 10 qua quận 3 đúng không? Đường này xe lửa qua tới quận nào ta? Qua tới Gò Vấp đúng không? 13 Phú Nhuận, Gò Vấp. 13 Phú Nhuận, Gò Vấp. Thiện Nghè. Trên dòng kênh Thiện Nghè có cái cà phê mà bán dinh tàu đó, cũng đẹp đó các bạn. Mình quay video rồi. Giá thức uống hơi cao xíu nhưng ngược lại thì cái view nó đẹp. Với Sài Gòn Boat phải. Còn nhớ. Đó là The Iron Ship.
cà phê trên tàu để có khúc đó, hay là cà phê khúc quận 7 kinh tẻ dọc theo đường Trường Xuân Soạn quận 7. Bên đây là Hoàng Sa, phường 7, quận 3 rồi, phút này là quận 3 rồi các bạn. À, phường 11 chứ, phường 11, quận 3. Nãy khúc giao Út Tình là từ quận 3, quận Tân Bình đúng không ta? Bên đó là Tân Bình đó. Bên qua bên Trường Sa. Khúc này là Phú Nhuận à? Khúc này Phú Nhuận rồi. Bóp mát. Các bạn có thể thấy là chỉ có cái đoạn hồi nãy là có hoa đăng, còn những khúc này là dọc theo cái dòng kênh nó sẽ là một cái màu đen. Khúc này dừng gần giao với Nguyễn Thông đúng không ta? À, sắp tới Nguyễn Thông rồi, Trần Văn Đan rồi đó. Trước là rạch Tùng Minh, ở đây là Trần Quang Diệu nè. Hướng về hướng Trương Định là thuốc trên kia. Cho nên tôi phải gẹo vô, quẹo vô rạch Bùng Minh, Bùng Minh bạch rạch Bùng Minh mới đi về của Bảo Huy Thanh Quang. Cầu Lê Văn Sĩ. Cầu Lê Văn Sĩ rồi. Chùa, tự nhiên quên cái tên chùa rồi. Bên phía tay trái đi lên quẹo qua cây cầu sẽ là chợ Nguyễn Văn Chổi. Còn chùa này chùa gì anh quên tên này, quay hình rồi mà quên luôn. Diệp Hoa quên rồi. Là... Pháp Hoa, như là chùa Pháp Hoa thì phải. Như là đó là chợ này là Trương Minh Giảng không? Hồi xưa nó là Trương Minh Giảng. Đây là đường Trần Quốc Thảo các bạn. Đây, góc giao với Trần Quốc Thảo, Hoàng Sa. Đây là chùa Pháp Hoa các bạn nha, mình nhớ chính xác rồi, chùa Pháp Hoa. Và bên phía tay phải cũng có một chùa nữa, đây là chùa Khmer. Mình ghi hình cái chùa này luôn rồi. Đây, ở đây cũng có cà phê bán trên tàu nè, đó, các bạn thấy nè. Corona, cái tục tình nó to thui luôn.
Xá cũng yên ắng nữa, chứ thường là dọc theo Hoàng Sa, Trường Sa là quán nhậu khá là nhiều. Quán nhậu, quán cà phê. À. Đa số là cà phê nhiều không? Ra tới quận nhất. Quận nhất hả? Ở Phú Nhuận chứ. Phú Nhuận chứ. Phú Nhuận, ở đây Phú Nhuận. Ở đây quận nhất, ở đây Phú Nhuận. Ở đây mới Phú Nhuận. Cầu Công Lý. Cầu Công Lý. Đây là dưới gầm cầu Công Lý. Đây, cái cầu này mỗi lần đi qua mình có cảm giác là phải cúi cái đầu xuống. Rồi, qua tới đây thấy có thui luôn. Trước là cây cầu cực kỳ màu sắc. Cầu kéo. Đúng không? Không nhớ à. Cầu kéo. Hai bà chân nói thôi chứ thay được một cầu kéo chứ gì nữa. Ờ, không nhớ chính xác, phải đúng không? Cầu kéo chứ gì nữa. Cầu kéo. Cái cầu đi qua mỗi ngày luôn. À. Cái cầu đó anh em đi qua mỗi ngày luôn đó. Đây là Hoàng Sa, phường Tân Định, quận Nhất. Để tiếp tục nếu mà đi qua là tới quận nào ta? Bình Thạnh. Là Bình Thạnh đúng không? Không được đó, mình bên này á luôn quận Nhất. Bên đó mới là Bình Thạnh. City Tour từ quận 3 Tân Bình, Phú Nhuận, quận Nhất, dọc theo kênh Hoàng Sa Trường Sa. Hey, dọc theo đường Hoàng Sa Trường Sa, kênh Vũ Lộc Thị Nghè. Hotel mùa hè mày quá, chỗ này không mở nhạc. Vậy hoa đăng hồi nãy giờ mình đi chỉ thấy là cái chút chùa Giác Quyển thôi, còn ở đây có vài cây, vài cây hồng hoa đăng nhé. Giờ như không có xe rõ quá đó, của đằng kia sẽ thấy thuộc vào nhà Landmark 81 đi qua rồi. Ờ, ra tới đây có kìa, ra tới đây bắt đầu thấy hoa đăng rồi, hoa sen ha. Rồi ở đây mình sẽ dừng lại quay các bạn xem chút xíu. Ờ ha, ok. Mỹ Phong mà mấy cái chùa kia mấy đó thầy chàng Phương Góc Ngọc đó. Ờ đó, chùa ông Tỉnh kìa. Vậy là hết rồi đó. Vậy thôi, để đứng quay chút xíu. Ở đây có cây cầu, có cây chùa. Ờ, vậy lên đó cũng được. Cái đi dọc qua bển hả? À. Dọc qua bển đâu, dọc bển chưa? Ok. Lũi xuống quẹo qua, làm vậy hết kịp xe.
cầu này cần thêm cầu sắt luôn không ta? Cần thêm dương không, cầu đá. Ừ, cái thành mới bằng sắt thôi. Ờ, tôi xuống đây cái ai cũng lủi qua bệnh đó, ra kẹt xe. Bên đây là Trường Sa, quận Phú Nhuận. Hôm lại à. Các bạn có đề nghị mình đi làm cái city tour đoạn đường nào không? Những đoạn đường nào thật sự là ấn tượng đó các bạn. Hồi trước thì mình đã lần làm video về các con hẻm xưa, các con hẻm cổ của người Hoa. Trên 100 năm tuổi, từ khắp các quận nhà 5, 6, 8. Nghe tiếng dế kêu sẽ kịp đến nước ngoài. Nghe cái chùa này ngang không có đeo khẩu trang, phạt 1 triệu tới 3 triệu. Rồi chùa này là chùa Quan Âm Tu Viện. Rồi đây các bạn, đây là Quan Âm Tu Viện ha. Bên trong nhìn thấy tượng Phật ngàn mắt ngàn tay. Bây giờ mình sẽ đi về hướng của Hoa Đăng bên đường. Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Phú Nhuận kính mừng Phật đản Quan Âm Tu Viện. Đẹp chưa các bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chắc phải sau mình còn một cái nữa. Đấy. Trường Sa quận Phú Nhuận. Không qua hoa tháng rồi. Lâu lắm, khoảng tháng rồi. Ngoài khoảng tháng rồi. Lên mặt 81. Lâu lâu chạy đường xá Việt Nam vui lắm.
nước văng lên người luôn, ướt nhem. Cái thằng xe hơi nó kháng được cái suối vậy ta. Cái nãy đâu có mưa đâu, tự nhiên xuống kìa. Mưa không ướt ngọt không? À, trời mưa không ướt người nha. À đúng rồi, đúng rồi. Chỗ mình uống cà phê đó. Với lại một chợ Thiên Nghè rang mì bánh tiêm. Mì bánh tiêm ở chợ Thiên Nghè rất là ngon. Luôn chí mì da. Đây đây là cái tàu uống cà phê. Rồi đi tới đây là ok đúng không ta? Đó thế. Rồi, cơ bản là vậy các bạn nha. Nãy là từ quận 3, quận Nhất, rồi Tân Bình, Phú Nhuận. Đây là Bình Thạnh đúng không? Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Không biết giờ nó còn bị tìm không? Không. 9 giờ hết rồi.